Ngày 6 tháng 9, trao đổi với báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Bùi Tuấn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng cho biết, huyện đảo đang chuẩn bị các phương án di dân từ các bè nuôi trồng thủy sản trên biển về nơi an toàn. Theo số liệu báo cáo, đến 13 giờ ngày 6 tháng 9, tổng số phương tiện trên tàu thuyền tránh trú bão số 3 trên địa bàn huyện là 846 phương tiện trên 2.387 lao động. Trong đó, tổng số phương tiện tàu thuyền khai thác và dịch vụ thủy sản, phương tiện vận tải chở khách và du lịch của huyện là 669 phương tiện trên 1.596 lao động đã được sắp xếp neo đậu tại các vị trí tránh trú an toàn, đạt tỷ lệ 100%. Phương tiện địa phương khác neo đậu tránh trú bão số 3 trên địa bàn là 177 phương tiện trên 791 lao động. Tổng số cơ sở bè nuôi trồng và dịch vụ thủy sản trên địa bàn huyện là 123 cơ sở với 260 lao động. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đang hướng dẫn các tổ chức cá nhân sắp xếp 10 bè dịch vụ du lịch vào nơi tránh trú an toàn, vận động 100% người dân trên các bè nuôi trồng thủy sản sơ tán về nhà tránh trú an toàn. Đối với khách du lịch, tính đến 13 giờ còn 181 khách, gồm 104 khách du lịch quốc tế và 77 khách du lịch trong nước lưu trú tại Cát Bà. Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải đã có văn bản đề nghị các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch hỗ trợ giảm giá tối đa các dịch vụ cho khách, khuyến khích giảm 50% dịch vụ phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú trong trường hợp khách du lịch bị mắc kẹt bất khả kháng, không kịp về đất liền do ảnh hưởng của bão số 3. Các hoạt động du lịch trên biển cũng đã bị đình chỉ sau khi thành phố Hải Phòng chính thức phát thông báo cấm biển từ 11 giờ trưa nay. Tại huyện Cô Tô, huyện đảo xa nhất của tỉnh Quảng Ninh, cũng là nơi đón bão đầu tiên của tỉnh khi bão vào, công tác chuẩn bị phòng chống bão cũng đang khẩn trương được triển khai. Dự báo từ đêm nay khi siêu bão vào vịnh Bắc Bộ, Cô Tô sẽ có gió mạnh cấp 12-13, là cấp có mức độ phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực mạnh, đánh đắm tàu thuyền có trọng tải lớn. Khẩn trương triển khai ứng phó với cơn bão số 3, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, kiểm tra tình hình phòng chống bão ở các thôn, khu, huy động lực lượng chằng chống nhà cửa cho người dân, kiểm tra các nơi xung yếu có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân. Ngay trong sáng nay, thị trấn Cô Tô đã phối hợp cùng lực lượng biên phòng kiểm tra khu dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Vịnh Bắc Bộ, yêu cầu các chủ phương tiện chằng chống thuyền bè di chuyển người lên bờ. Đối với một số phương tiện thuộc địa phương khác chưa thực hiện di chuyển vào nơi tránh trú an toàn, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã yêu cầu các phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành và ký cam kết thực hiện di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Trên cơ sở rà soát toàn huyện, hiện khoảng 10 hộ dân có nhà ở trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, nhà quá cũ do mái ngói đã lâu. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã hỗ trợ các hộ dân sử dụng bao cát, chằng chống mái nhà và di chuyển người vào khu vực tránh trú an toàn. Huyện tiếp tục rà soát các bè nuôi trồng thủy sản, tàu bán hàng trên biển, các bãi ốc, yêu cầu không để người ở lại trên tàu bè nuôi thủy sản trên bãi nuôi ốc khi có bão về. Đồng thời chỉ đạo tháo dỡ lều quán ở các bãi biển, thông báo đến các cơ sở lưu trú có khách du lịch đang lưu trú biết về tình hình của bão để khách du lịch chủ động có kế hoạch di chuyển vào đất liền.